Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với căn bếp của Suki. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một món kem rất là ngon, cực kỳ tốt cho sức khỏe mà mình cũng hay làm gần đây. Thành phần chính của kem chính là chuối, một thứ hoa quả quen thuộc đối với tất cả mọi người. Kem có vị ngọt tự nhiên và hầu như không thêm bất kỳ chút đường, sữa hay kem béo gì nhé. Cách làm cũng sẽ không dùng đến máy làm kem và máy đánh trứng, mà kem vẫn rất là xốp, không bị răm đá. Giờ mình cùng bắt tay vào làm. Đầu tiên thì mình sẽ chuẩn bị chuối trước. Chuối thì mọi người nên dùng loại chuối chín, trứng cuốc. Nó sẽ mang lại độ ngọt thơm tự nhiên cho món kem của mình nhé. Mình sẽ cắt chuối thành các lát tròn. Hôm nay thì mình để chuối trong túi. Mọi người có thể để chuối trong hộp hoặc bất cứ cái gì cũng được nhé. Sau khi đã cắt hết chuối thì mình sẽ cất cái túi này vào ngăn đá. Ta sẽ để ít nhất 8 tiếng cho chuối cứng lại. Mọi người cũng có thể để các túi chuối này dự trữ trong ngăn đá cũng được nhé. Như vậy thì mỗi khi muốn làm kem, mình có thể mang ra làm ngay. Đây là chuối của mình sau khi để qua đêm. Với cách làm kem hôm nay thì thứ mình cần duy nhất đó là máy xay. Với phần kem thứ nhất thì mình chỉ cần một nguyên liệu đó là chuối. Ta sẽ xay nhuyễn. Nếu mọi người thấy khó xay thì có thể thêm vào một xíu sữa, nhưng không nên cho quá nhiều, nó sẽ làm kem của mình bị cứng nhé. Vì ta dùng chuối chín nên nó đã có độ ngọt tự nhiên, ta không cần thêm đường gì luôn. Như vậy nó sẽ rất tốt cho sức khỏe. Thịt của quả chuối cũng giúp cho kem rất là mềm xốp và không bị răm đá. Mọi người có thể thêm một xíu nước cốt chanh để chuối không bị thâm nhé. Khi đã xay nhuyễn thì mình cho kem vào trong hộp hay khay. Ta sẽ để phần kem này vào ngăn đông. Cho phần kem sô-cô-la thì mình cũng làm tương tự. Mình xay cho chuối nát tương đối. Sau đó với mỗi 200g chuối thì mình sẽ cho thêm khoảng 8g bột cacao và một thìa cà phê mật ong. Các bạn thấy đấy, món kem này sẽ không thêm bất kỳ sữa béo hay thêm quá nhiều đường. Như vậy nó rất tốt cho sức khỏe nhé. Phần kem thứ ba là kem chuối với dâu tây. Mình sẽ xay chuối cùng với khoảng 3-4 quả dâu tây. Dâu tây này thì mình cũng đã rửa sạch và để trong ngăn đông qua đêm nhé. Mọi người có thể nêm thêm đường tùy thích. Như mình thì mình sẽ giữ hương vị tự nhiên của hoa quả luôn, vì chuối đã ngọt rồi. Nó sẽ tốt cho sức khỏe nhất có thể nhé. Mình có áp một cái mỏng bọc trên mặt kem thế này để nó không bị vụn đá trên bề mặt kem. Mình sẽ để khay kem này trong ngăn đá trong ít nhất 4 tiếng để kem đông hoàn toàn. Khi ăn thì mình chỉ cần múc ra thôi. Kem có hương vị tự nhiên, rất là ngon mà mình có thể ăn thoải mái, không sợ béo nhé.
Nhiều khi thời tiết nóng, ai mà muốn một món gì đó mát lạnh mà không hại cái eo thì có thể làm món này. Nếu các bạn thích, hãy like video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhấn vào nút chuông nhỏ nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ các video mới nhất. Hẹn gặp lại các bạn trong video tới.